qua video. Qua video con này là bạn làm sao? Ok, làm lại thì cho con máy khác. Ừ, làm lại phải làm cho một con máy khác mà. Sau đó thích sau đổi đổi lót thì sao? Đó lên đĩa. Đáng rồi nhé, sau khi này có thể đi vô trong khói hút đi sẽ tăng nhiều, xét hút đi. Ta sẽ đi con tập 3 điều này. Đổi hơn em. Đi con xong thì con sẽ ra đến 2 điều này. Đổi hơn em thì là gì? Đi cút vào cái này. Thế này sẽ không ngôn. Đấm đi nữa, không ngôn xong 2 nữa. Thực tế sau này, con sẽ lên thì sẽ vơ cộng tiền tiền. Thì cái cụm. Sau khi thấy con là mình sẽ ra đến 2 này nhé. Q. Tổng dung lượng 27 GB này, được mobile gọi là phần boot này. Thật ra là cái swap không?
Hai con giòi sau đấy anh ngồi ở trên nhé. Hai con giòi. Hai con giòi sau cống lông lên trên. Không, dây không đủ. À, quên hết pin. Pin còn được. À, ừ nhỉ. Vừa nãy anh rút ra. Mới rút ra. Vừa nãy hết pin. Còn trên máy lớp thì chẳng hay chúng ta
không? Đấy. Hả? Thì SH có hai kiểu nhá. Là SH bằng cutbook và SH bằng key, đúng không? Thì tất nhiên người ta khuyến khích là SH bằng key rồi. Nó sẽ dùng một cặp key nhá. Mà thì có hai kiểu nhá. Được bắt vào thôi, nhập từ dây bắt vào thôi. Và bằng key, key pair. Bằng key pair, có key. Key pair là public key rồi. Key vào gì? Vào gì? Vào đây là key. Đó. Thì thường thường nếu vào key này, chúng ta sẽ có tool để chúng ta xem ra key pair đấy, public key này. Vào key chúng ta sẽ để máy chúng ta. Đó, cẩn thận chúng ta những cái bắt rút bảo vệ đó. Không nên xem lại cả, không? Trong cái team admin thì nó còn public key này chúng ta sẽ copy cho con server này. Copy public key cho con server gì? Anh em. Thì khi đó chúng ta sẽ ở dưới này chúng ta sẽ add lên cái con server này để vào luôn và bắt luôn nữa. Được chưa? Đấy. Thì để làm cái app này thì đầu tiên chúng ta phải công cụ của thằng Gen này đi. Có rất nhiều công cụ không? Ví dụ là UtiGen này, CPU. Nhưng ở đây các bạn đều dùng Windows này đúng không? Thì nếu mà các bạn dùng Mac hoặc dùng Linux thì nó có cái terminal rất là hay, nó tự nó có công cụ để gen ra. Còn trên Windows ấy thì các bạn cài cho mình Ubuntu 7 nhé. Cài các bạn để cái một cái Ubuntu vào thì các bạn sẽ có cái giao diện này. Không muốn lưu, 2.q chúng ta. Vì mình đã ép đi từ trước rồi. 2.q chúng ta. Các bạn cài cái vào con nào thì thế rồi. Cài cái Ubuntu lên thế,
Thì sau khi cài xong ấy thì hình như phải bấm máy đấy. Cái bước trên phần bước này cài xong rồi. Thì các bạn sẽ thấy xong rồi các bạn sẽ rất ung dung xong được. Các bạn thấy có một cái thầy 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 muốn có một cái bát con cái SH ấy có hai phương thức, thứ nhất là mình SH vào xong mình dùng key dùng password và dùng password để mình nhập vào đó và cái thứ nhất ngay từ đầu nó luôn ngon luôn. Cái thứ hai ấy cái thứ hai này nó key nó khác ở một chỗ là mình tạo ra một cái public key hoặc private key mình sẽ upload cái public key lên cái con server, còn mình định remote vào đây, còn lại sau này nếu mà muốn remote vào con kia chỉ cần ta dùng nó làm địa chỉ bên kia thôi, không cần đi cầm mật khẩu. Trong này thấy đâu nhé, có phải hỏa hóa vào để chăm sóc hai phương thức là mỗi cái cơ đồ cái tư đồ thầy SH bằng gì thầy thì là SH bằng cái tư đồ cài trên Windows thì đấy thì thầy SH là một cái sub feature làm đi thì thầy nó ngay sau đúng không? Hỗ trợ chúng ta rất nhiều cách. Cái này mục tiêu của thầy ấy, để thầy có cái bộ công cụ của nó để thầy dùng được cái vấn đề là gen cặp kỳ ở đây. Yeah, thầy đang muốn SH từ con Windows. SH từ Windows này thì tôi nhồi vào cái gì? Yeah. Vào cái máy ảnh. Đây thầy đấy. Dùng một con Xeno S khác hoặc Generate Key cũng được mà thầy. Mình sẽ dùng một con mẹ áo khác để Generate Key cũng vẫn được mà thầy. Cũng được nhưng nó không tiện, mà thầy mới tìm này. Cái gì thế nào? Tạo một con Xeno S khác. Nó có sẵn terminal. Thế nhưng con nào đang chơi? Thế mà ta phát thì sẽ không tiện. Nhưng thầy dùng cách nào? Tìm mà đấy cái Ubuntu cái common line của Ubuntu lên Windows rồi Generate Key trên này và up nốt lên con mẹ nó vừa hết. Upload của public key chứ mà bạn quay Windows rồi có bài lớn private key nhưng mà thì cái cơ lệnh thì upload là như nào thì đây em làm nhanh từ demo đến rồi cài chưa bây giờ thì các lệnh sẽ ra cái key bây giờ thì vào upload đúng không này thì này không tiện không đây là dùng một cái sẽ ra key không. Thì đơn giản bạn chỉ cần nộp lên cái laptop không? Thì xem không? Thế này, enter xong. Đấy, như cái này nó... Các bạn muốn xem thêm các bác sử nó ấy. Vâng, nghe này nhé. Nghe này là tôi cũng giữa đâu đấy. Đấy, nó rất nhiều cái này. Bạn ra. Nó sẽ xem là một kỳ không? Ở đâu đây? Đây là bác sử này. Có hình thì các bạn có một cái bác sử này là bác sử. Chữ C. Chữ K là tay kiểu kỳ. Cái này thì chọn cái kiểu mã hóa không thì để enter luôn. Ôi nhưng cái này sao còn được chứ? Cái này phải bài học nha. Bạn có thể dùng cái chữ T, chữ B, B là cái gì? Đấy, xong rồi các lại copy này, copy ID xong rồi dùng lên cái server để hết. Xong rồi mình tạo cái này là sẽ tự lên rồi không cần đi. Để không phải đúng tám mình muốn bảo mật hơn để 4096 đó. Thì càng dài thì càng lớn. Các phòng ấy. Nhưng mà tài khoá thì nó phải chắc. Để phố của mình thì B này. Đấy, còn đến chữ C là không em. Thế là bọn em muốn thường thường ta đưa cái chữ C này vào. Để chúng ta phải dùng này, các chữ C là gói A này. Chữ B này, 2048 này. Để phố 2048 rồi, chữ C lớn là không em. Đây thì là phần B này.
hay đưa cái địa chỉ mail của bọn chị vào đây này, kiểu Kizen trừ P và A này, kiểu khi mà trừ B là bao nhiêu bit để mở hóa này, C không nghe lại đi. Nhưng mà muốn biết thì em phải nghe sao? Nghe Kizen kiểu, nghe này, Google đang không có lần mang gì thôi Google đang gì muốn tìm thứ hai không muốn sao thôi thì hết cái vấn đề về chúng sinh ở đây thông tin của chị cần đây không đáng để phải để anh chống cái này nó sẽ dùng bề vô 208 bit nhé căn cơ này đấy thì nó làm gì nó sẽ xếp cái key này vào nó tạo ra một cái thư mục là chống chấm ẩn ẩn rồi chấm ẩn ẩn nó nằm trong cái user sẽ nhìn yeah. Tên của cái đây là gì chính là web key này. Tên là ID data quan trọng của tên ở đây mà người dùng có thể thấy rồi rồi public key của ta web key của tên là ID data mà bạn cũng muốn đặt một cái password để bảo vệ cái key này không đây là gì bờ đây cái key rất quan trọng nó quy định nên để bắn đốt nhưng mà bắn thì muốn làm mình làm thì nhớ đốt làm cho rất thiết ở đây thì không nhìn bắn đốt à, để chống enter rồi và enter lần nữa không đấy thì nó sẽ ra gen rằng cái key kiểu key nó ra và dùng 2000 cho chúng ta biết mã hóa bây giờ thì sẽ cd vào cái cd vào cái ẩn ở trong nhát thì nó nhét thì nó sẽ gen ra key này. Về kiểm tra quyền thì bạn nói trừ ra nào đấy ẩn cả ẩn và quyền rồi. Thì người ta khuyến khích là gì mình nên để cái quyền của cái key này là nên để quyền là 600 kiểu quyền hàng sau chúng ta có thể là gì trên quyền của key này có thể là xe mốt nha là để quyền 600 đấy nó chỉ có bước mà chị vào được em này có ba nơi yeah. Cái ID và đấy là và gì là ID giờ ra chỉ móc không là thì hai cái này có thể ID giờ ra sau đây cái file nào có cái tính ID giờ ra có chất trên quyền là 60 không kiểu cái này đấy chỉ mà đấy chưa hai cái này đang quyền 60 này 60 là tương đương với nick và loại quyền này thì sẽ bài giữ được quyền trong nick này có quyền 4 này loại là tương đương 2 còn cái skill không là có cái này chắc là in là biết cái skill của nick là 644 600 còn không không cần gì không có sao có thì ai có biết được không thì nếu mà thể 600 tức là gì chỉ có những hai tin người ta biết 6 là kinh toán tìm được hệ thống mạng chỉ có mấy cái tiền là tăng việc làm thì người ta biết đi gì rồi rồi bây giờ thầy sẽ bảo nội dung này này nha có người ta vẫn phải dùng cái này người ta không biết ID giới ra đây là gì đây chính là gì variety bắt đầu về đây là gì cái này chúng ta sẽ bảo vệ để máy năng hiện đối tượng để public và chia sẻ ra cái biết cái này là to luôn chỉ có cơ bản như thế là từ máy họ hoặc cái con sơ ấy không giả là một máy chủ khác được không chứng thực cho mày là máy mày còn có một file là gì rồi là chủ máy chủ đây chỉ là chủ cái kỳ của cái digital nó tự làm cái một máy chủ thì chúng ta sẽ copy cái public key này lên con sơ được chưa thầy sẽ copy ứng dụng public key này lên hai con sơ của thầy còn nó tự gen nhá nó cho không đấy thì làm sao copy được lên có hai cách cách nông dân là gì đấy kép cái file này ra hoặc là mở file này ra copy sang bếp bên kia là hơi nông dân đúng không cái này thì nó phức tạp ở vì cái này thì phải giới thiệu bởi vì có những công cụ nó không có công cụ copy được thì trên hai con server này trên hai con server này là đầu tiên các bạn phải hát bằng gì bằng bước chưa vì nó đang chưa có kim mà đây các bạn thì trên con này nhá các bạn phải cd vào từng mốc của này từ nút này bạn phải tạo ra một thư có tên là đây là nóng dân nhá mở ca điền nên server nhá nên server bằng mặt bút mở ca điền tạo thư chấm em hát cái thư mốc này sau đó sẽ trên quyền cái thư mốc này là 700 nhá cm bút này 700 rồi và tạo một cái file trong thư này có tên là authorize key nhá
CD và thu một cái trên server ấy, tạo một file cho anh là mình tạo file sống thì chắc là cái máy này không thì các bạn ấy vin luôn, vin luôn thì hao hao này cái này authorize key để giữ key của chị nhé, authorize key là key không đấy, tạo cái này ở đây các bạn bếp thì bếp cái key của bạn vừa làm thì có là trong cái máy của chúng ta này, máy laptop của chúng ta
ở trong cái thư 1.2 này mà cung cấp cái gì? Cung cấp cái chỗ là key gen. Cung cấp mà có cái public key và key này, chúng ta tạo ra một vài con thích nhé. Dạ, đây là làm vài này. Vì một con thích nhé. Vì một thích được. Có vài thành con thích. Ở máy của chúng ta tạo một vài thành con thích nhé. Ở đây chúng ta sẽ định nghĩa các cái thủ tính nó, ví dụ là hot là gì? Hot là tên mình sau này mình sẽ add nó không sơ vơi còn cái hot tên này sẽ đặt tên là sơ vơi của một trang này có nhìn nào? Có nhìn lắm. Tên cộng A, A cộng, cộng với lại một địa chỉ IP nữa, thầy muốn có một tên miền. Tại sao để cho con? Thế có đều không cần thiết đâu thì